Thì hiện tại mình đang có một chiếc xe Audi A4. Thì chiếc xe này nó có một cái triệu chứng là hay báo cái áp suất nhất trên cái đồng hồ táp lô trong khi mình đang chạy. Nhưng mình mọi người thấy cái biểu tượng cái phễu nhớt, nó chạy nhớt không? Thì cái nó báo cái lỗi nó liên Chạy quan đến cái việc mà mà tự reduce động hay oil, sao? nghĩa là À giảm không, giảm mày nói gì cái áp suất nhưng nhớt mà đi trong lúc mình đang chạy, ra thì ra nó ra báo trên đồng hồ táp lô chạy như vậy. xe gì đấy. À, thì và cái triệu chứng này nó rất là rõ khi mà mình đang chạy nhưng mà mình về hạ ga từ thì nó sẽ báo cái lỗi đó lên, báo mình check oil level và kiểm reduce cái giảm cái áp suất nhớt đi, và cái lỗi nó sẽ mình như mình thấy nè, nó báo là reduce oil pressure. Thì đó là cái khi mình dùng cái máy chẩn đoán, và mặc dù mình đã thay một cái con solenoid điều chỉnh áp nhớt dưới cái cạc tay nhớt, nhưng mọi người thấy này, đây là cái con điều chỉnh cái áp suất nhớt, mình đã thay một con mới rồi và thay luôn cả cái con báo công tắc nhớt, nhưng mà lỗi nó vẫn còn. Thì không biết là nó do lỗi nguyên nhân gì, tại vì mình cũng đã đo áp suất khi nổ cầm chừng và khi tăng ga. Thì khi nổ cầm chừng nó khoảng cỡ gần 2 kg, và khi mà mình đạp ga lên thì cái áp suất nhớt nó khoảng cỡ gần gần 4 kg. Thì với cái áp suất đó thì nó sẽ là bình thường để nó điều chỉnh cái việc mà xoay cam, nhưng mà không hiểu tại sao thì cái lỗi nó vẫn cứ hiện như vậy. Thì mình có một hướng sửa chữa đó, mình off cái lỗi đó đi, thì mình dùng cái máy flex này để mình off cái lỗi trên cái đồng cái hộp ASU này. Thì mình nhưng mà phải đảm bảo là cái phần mà áp suất nhớt nó vẫn đủ để mà cho việc bôi trơn nha. Thì đây là quy trình off. Thì sau khi mình đã off cái lỗi đó trên cái ASU thì bây giờ mình sẽ thử ở trên xe nè, mọi người thấy, mọi người cùng theo dõi nè. Thì mình sẽ tăng tốc và mình sẽ giảm cái ga lại, thì và mình coi lại có trên cái đồng hồ nó có còn báo lỗi báo áp suất nhớt nữa không nha, và cái oil level check nữa. Thì như mọi người thấy nó không còn hiện lỗi nữa, và cái vô cái hộp ASU mình check trên cái máy chẩn đoán thì nó không còn lỗi nữa, no DTC.